Người dân quê tôi sống chăng đã bao đời dầm mưa dài nắng, rồi lấy chén cơm thơm ngon như xưa mẹ mát ngọt đời con. À, gần cuối vùng đất Việt Nam, từ Cà Mau điểm lên là ba. Nghe nói mà thấy thiệt ham, lễ hội Khmer kinh đến người Hoa. Sống cuộc sống tự do, tụi tao lập dị luôn khác người ta. Người sống chăng dần đây đó giờ ăn kiêng có thờ lành tính vị tha. Quanh chợ đi mua không cần hỏi giá, thích thì cho đâu cần đổi giác. Lối nhỏ thôn quê khô cằn sỏi đá, và phóng tiếng đường đã đô thành đổi khác. Có mấy bác mấy chú cùng quê, toàn đôi cụ đế mày cứ dùng đê. Dáng giống cây gấu ướt ác nhìn mê, chờ xem mày tới chiều giác tình quê. Tôi chưa qua cách tực sơ sơ bô mốc đa sốc nàng sơ sơ bay tê bòn. Chẳng từ nà tới bên trong vùng xa, tôi có chẳng lẽ khai chia nè cầm đo bòn. Vì riêng viên rè nơi được bòn bà sát. Bòn dù bèo phải khai qua bà thoa sơ lập bạc sốc chẳng xin phí. Bởi vì riêng thiên ni sâu sắp sâu xiên khai chia nà ai ai. Em nê chi tôi chỉ không biết lý cực khí sọ khi nhau mốc bị sốc sạc bay. Chỉ vì sọc phải mốc bà lập đầy cồng ra bì xên côn khmai quý ở web site. Phải chiếng xa tô ở rừng cơ xa tô. Play như đứa bà kia nơi bây vừa chinh chấm hai. Nơi cầm lắng xa mà kia nơi chùm nọc tốt ngô. Nó là mát Sparrow không có cọt bố cái. Chắc lẽ khai không có thể trả lẽ khăn. Sông quê tôi đổ về ba ngã. Cây trái ngọt ôm dòng phố xa. Đường qua Trường Khánh có người bạn qua. Tôi trẻ tôi ở ta lưu thiền. Về đây tâm thâm người bạn Khmer. Nghe hát dù kê già điều múa lâm thôn. Sống xa bãi bòn tàu na bòn. Tàu na bòn ơi. Yeah. Woo. Tao lái trên xe ngoài phố ghé ngang trong hồ để ngắm từng đài ba cô. Tụi tao vui bà cố sống thì tình nghĩa dù cái mặt ma cô. Đất sắt chơi chổi là có phóng trên mặt sông Tây đề cano. Tao lướt đi nhẹ nhàng y như là làn gió mà phù sa đất lạnh trên mát Bero. Trung tâm này chơi là nhất giờ mấy anh em theo tao là biết nè. Công việc đầu tư nhà đất còn tối thì giải lao rượu bia và quýt dạ. Phật to chùa ban làm phước cù lao mà cam vừa xiêm hàng mít. Làm rễ sóc trăng thì tao làm trước đảm bảo anh em về chơi là thích. Tâm ba về một anh em ba dân tộc sẽ đoàn kết thì sẽ không mai một. Nông dân cuối mình trên cái đồng xanh mướt mỗi thắm để đôi lại những bước chân thơm ngọt. Tặng thần linh trong mưa thần gió hòa mùa màng luôn tươi tốt khi sông quê như đất sóc ông bóc về anh em sum họp. Anh lại kêu thêm khi đã hết hai kết. Mới chỉ lấy ngón anh tôi kéo lo ra kêu kê quốc ca bài website swag. Nơi thỉnh tao kêu mày uống đi, mày cầm ly rượu mày uống đi, mày chơi xả láng xong buổi sáng về sớm đi cho người ta kết mày uống đi. Nhảy lên 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 thì xuống chi. Ở ngoài đồng bông lên từng luống còn tư thì đang ngồi nướng gì. Bắt con gà đem đem mần cúng xong rồi cùng anh em sương sương mấy lít rượu để quá sướng đi. Về lại quê hương sống chăng lì che làng hàng vừa đợp bóng. Dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Dạ 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 tao mới ba biển số quê tao uống nước lèo cá tép heo quay. Ăn bánh cống nước mắm thêm rau còn thèm bánh pía thì cứ theo đây. Tham quan Tân Huệ Viên tượng Phật bảo tháp Liên Hoa nè. Việc xua bọn phố nọ khné là chào muôn đời này mãi theo ta. Nếu mà về đây ngay mùng năm tháng năm đã dắt mày đi qua cồn Mỹ Phước. Đừng có bất ngờ khi mà đông quá đông cứ lên luôn đều coi ai nghĩ trước. Kìa cô em Khmer Lai Hoa tao nói nó đẹp ăn đứt ghế tay áo. Và ba đội thêm nón lá để mình đi khám phá cái vườn trái cây. Anh em vừa bàn nhau hay là mình làm một chuyến đi về Sóc Trăng nha. Băng qua hàng dừa hàng cao để tìm hiểu bản sắc dân tộc kinh hoa Khmer cùng những nét văn hóa. Nhiều du khách đến tham quan nghe tiếng đèn ngũ âm vang. Mua đồ băm rôm vong nghệ thuật dù ghê chầm riêng chà bay. Những câu chuyện thằng thổi dân gian đừng ca tài tử. Sóc Trăng của tụi tao làm sao mà mày có thể tóm gọn chỉ trong vài chữ. Thắp lên như ngọn lửa che già thì măng mọc. Kinh hoa Khmer từ một nhà đoàn kết ba dân tộc. Về đây tâm thâm người bạn Khmer. Nghe hát dù kê già điều múa lâm thôn. Sống xa bãi bòn tàu na bòn. Tàu na bòn ơi. Phải đào, dân anh chân rồi phải sao vẫn còn sợ vì ma la. Muốn như tao mà
gì cũng giải ba. Tao biết mày thèm nước miếng chảy ra, mong muốn như tao nhưng đường vải xa xăm quá. Biết mà, nhạc hay tao biết mà, không lẽ lỗ tai mày điếc à? Trong khi fan zombie nó tệ quá. Anh em tao chơi mà lúc ra chắc là tụi mày bu do ông sùng. Mấy thằng nhóc con tao xem như nấm đang mọc sau nhà tao ông tùng. Đừng hỏi tại sao nó ăn luôn mày, tại mày bảo nó là côn trùng. Mà thấy cũng ngộ khi nó ra chết đó là cả đống phải tôm sùng. Mày cũng như tao mà đâu có được. Nó xuất hiện dễ chắc nên cái phê tôi dập dặt cho tụi mày tôi cắt cắt mấy cái thằng ngốc thấy tao mình đưa mà tắt tắt và tao nói cho tụi mày biết đây gọi là fashion flow và giờ biết tụi tao bên dưới mấy thằng lính lác xà mau cho tụi mày thì coi như đó là mày có khác gì đâu để tao đưa mày lên bên thầu đôi tao sẽ tắt ba cây nhưng tao quỳ tao lại tao là tụi mày mày chết như vậy đâu có được mày sống như tôi chừng này mày sống anh để nó tả được mày thấy tao là mà nhỏ là mày gần như trả chủ vì mày thấy tao thật là nổi mặt mày sẽ như cây cu không thì tao đưa đến chính nghe bài này mày dính mi chứ không biết sao bài này sẽ có thằng nó tính gì tao đang chờ học ngày mày học tới chính đi cả buổi sáng và buổi chiều đều là tao tính mi chết như chết mày thằng thánh linh tình như chết còn biết tao như là thánh linh tình những cái màn hình vì tao quá thông minh có fan đồng hành mà tao còn biết âm mình fan tao bao cứng nên là mày đâu có được nó tao đang bắn nhanh vậy là đâu có trường đâu 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 có được lâu lâu mày mới té được. Trong nhịp thở nhưng chưa một lần mày chạm được lấy tới và cố tồn tại trong cái xã hội này để lấy kinh nghiệm đem ra mà chạy đời. Mày muốn đẹp trai như tao như đâu có được, muốn thành công như tao này đâu có được. Mày đang cỡ này mấy con châu chấu được, tao không phải đen vâu nên tao đâu có phượt. Thằng khùng sập lô kiểu này với 500 con rít cũng đến gần hôm nay tao phải chung với con rít. Thôi kệ mẹ chứ không có tao đâu, tại thằng nhóc này đây có fan cũng không biết công nhận nó cũng mày thiệt mày. Mấy thằng hay đờ chứ cũng gây thiệt mày. Tối nay lên mạng tao quyến tao giết mày, trời trời cho tao gặp có khi tao giết mày đó nhóc. Còn dài như thế có mấy ai sống cùng ta đúng chữ tình hay chỉ là những lời nói chất mặt sau lưng xoay lại để cay đời có mấy người bên ta những khi đời ta chấm xuống mắt cá cỡ nghèo hèn như thế ai đâu biết đến mai này sao lầu cao hay xe bốn bánh chỉ cần mình luôn nhớ đến nhau tình anh em ta mai lớn hơn cả sóng lớn hơn cả trời đời trải ra ngang sương gió cố lên làm đình màn hơn thua thời gian cho ta biết hết ai là phải hay ai là thù dù mưa bao nhiêu đi cũng vẫn có ngày nắng hẹn ban mai đóng vai dòng kẻ bị hại quanh đi sao chẳng quay lại cái sai rằng đến thất bại là làm buồn lòng người ta thương đời sống còn dài như thế có mấy ai sống hay chỉ là những lời nói trước mặt sau lưng xoay lại để cay đời có mấy người bên ta những khi đời ta nhấc xuống mắt ngã cửa hàng ngày dài mới biết kẻ gánh ma hơn thua với nhau cùng vì tình đừng đặt lời đích mình lên trên mà vui nhìn anh em xuống mỉm cười đôi mắt nhìn đăm đăm thâm tâm sâu xa không che đậy mấy người yêu thì cứ cười đến ngày tới mình sau đây.
không còn dài như thế. Có mấy ai sống cùng ta đúng chữ tình, hay chỉ là những lời nói trước mặt sau lưng xoay lại để cay đời. Có mấy người bên ta, những khi đời ta chợt xuống mắt ngã cửa tan. Ngày dài mới biết kẻ gánh ma, hơn thua với nhau cùng vì tình. Đừng đặt lời ích mình lên che, mà vui nhìn anh em ruột. Mỉm cười đôi mắt nhìn đắm đắm, thâm tâm xấu xa không che đậy. Cái người yêu thì cứ cười đến ngày tới mình sau đây. Đi đâu hả? Đi 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 theo tao về đây, mày cần gì chờ? Dẫn con xe thì sáng tay đang cầm cờ. Chạy nghiêng ngang vì tao đã sống ở bờ. Dẫn Sóc Trăng Cần Thơ. Đi theo tao về đây, mày cần gì chờ? Dẫn con xe thì sáng tay đang cầm cờ. Chạy nghiêng ngang vì tao đã sống ở bờ. Dẫn Sóc Trăng Cần Thơ. Nhắc tới Cần Thơ người ta hay nói có bến Ninh Kiều gạo trắng nước trong. Người Cần Thơ tay kèo tay giống đưa xuồng ra sống mà đi ngược dòng. Bản chất miền Tây hiền lành chất phát nhưng mà không luôn cuối cứ sống mi ngang. Trải qua bao thăng trầm mất mát nhưng giờ đây có khác như chốn tiên đàng. Nhấp ly trụ ngồi trên du thuyền nghe điều giang cổ hoài lang. Ngắm thành phố đang lên đèn tình 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 tan. Nếu mày thích thì cái chi tiền chơi kiểu mấy ông chủ Đài Loan. Đợi tối thêm chút gì lên sàn có thiếu gì kiểu xài sang. Dân miền Tây bước vào club mà chất cứ như là tay tay đeo vàng cây. Kiếm tiền lớn hàng tháng nó theo đường dây nhân rơi về đây. Có tiền giấy thì muốn gì có liền nay không tin thì bây giờ. Bút một xuất hàng như tô châu liền tay. Nhìn tay đô lượng một vòng thành phố nhìn ngắm phố phường đang đâu ra sô bồ. Bật radio lên mà dọt tần số nghe bài nhạc rap ấy vô ấy vô. Tiền của quen chung nếu qua đường Trần Phú tìm trên danh sách vài quán local. Tập hợp anh em gần xa để đông đủ đêm nay ta không ngủ một hai ba giờ. Yeah.
bên tay trái, ơn mẹ cha bên tay phải, hổ tung hoành đằng sau lưng, chép hóa rồng ở dưới chân. Gia đình vẫn luôn là điều duy nhất nên family nằm trên ngực. Vài thằng anh em cũng vừa đi mất nên trên hai vai lại thêm mực. Đừng 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 nhìn vẻ ngoài mà bắt hình giống, nói người ta xấu mà xem lại mình có chắc mình không. Đừng 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 nhìn cuộc đời qua bức bình phong, giá trị con người nó nằm ở ngay cái cách mình sống. Thêm con mắt đằng sau gãy, muốn chơi xấu tao cũng khiến tao thấy. Không gian dối không tham lam vì không muốn người ở trên cao thấy. Thà khẩu xa tâm Phật còn hơn bao kẻ khẩu Phật tâm xa. Con quỷ trong lòng đáng sợ hơn là con quỷ đang nằm trên giá. Cổ nhân có câu, trong đèn có trắng, trong thua có thắng, trong thiện có tà. Mà lòng người Phật Phật ma ma, thật thật giả giả nên nhìn khó ra. Người thì không hay lời ngon tiếng ngọt, nhưng vì người khác lao lực lao tâm. Người thì quanh năm thành tâm hướng Phật, dưng bụng giả chứa một bộ dao găm. Hỏa hổ hỏa vì nan hỏa cốt, tri nhân tri diện bất kỳ tâm. Người không thích giả làm người dốt, người ngu thích tỏ vẻ cao thâm. Người càng có nhiều thì càng khiêm tốn, kẻ chẳng có gì là thích khoe khoang. Lời càng mỹ miều là lời gian dối, vốn dĩ lẽ đời mặn đắng khô khan. Trời cho đôi mắt để nhìn thấy, cho đôi tai để lắng nghe. Đừng đặt quá nhiều sự tin cậy, dù cho đó chỉ là cái thắng xe. Phải thật bình tĩnh cho mọi tình huống, đặt câu hỏi cho mọi vấn đề. Phải dùng bản lĩnh làm điều mình muốn, mặc kệ người khen người chê. Anh Khang, cảm ơn anh. Đừng có vậy mà, nói chuyện gì đâu không à. Không nhờ anh á, tôi đã chết từ đời nào rồi. Gọi, gọi, gọi mấy ông anh ở Mã Cao. Vì chuyến hàng đêm nay của tên tàu, mở tiệc lớn tới nhà hàng năm sau, để tiếp đón mấy thằng em đồng lào. Không cần biết bị buôn bán ra sao, anh em tao bao thị trường Mã Cao. Nếu ăn kia mày lấy một tàu ba, còn cả giá thì thôi mà xa nhau. Anh em tao đến từ đồng lào, mà ở Mã Cao cuộc sống bao hồng. Mấy thằng lớn nói chơi không vào, mày súng chúng ta vung vai mày cao lòng. Ở đây đây không có sự công bằng, cuộc đời tao bao năm nó phong trần. Luôn sẵn sàng ở chế độ săn đồng, và bật lại rồi lấy sự công bằng. Ngồi bàn lớn nói chuyện với quan to, cụ ngang ly thì mày hơi to gan. Cần VIP thì để tao sang cho, đồ lợi nhất thì có thì so ngang. Không có sự để chọn cho mày đâu, tao không cảnh để tiếp con này đâu. Cũng không muốn phải đè đầu một ai, cứ bảy ba thì chúng mới dài lâu. Chạy con xe một vòng Mã Cao, kể mày nghe cuộc đời anh em tao. Lúc trước đầu đường xó chợ, và xuất hiện cái chỗ nào có nợ. Là thằng nhóc sẵn sàng khát máu, buổi cơm chiều để đổi lấy bát cháo. Ôm hàng cắm lăn biển dứt biên, chỉ mong sao chuyến này đổi được tiền. Những hình xăm màu mắt ở trên da, đồng đạp mây quấn hết cả ba bên. Chúc ăn tình làm sao mà tao quên, đất Mã Cao và nhớ hết tên tao. Tao ra xe trước mặt ông Cang, để ông thấy các con chốt sang sông. Bao lần cay đắng nhưng vẫn không than, vì miếng cơm lao lý nó vẫn không màng. Chiến trường nào khốc liệt, môi trường nào khắc nghiệt. Trả giá cho bao lần thua biến tao trở thành một tượng đài bất diệt. Cuộc sống hàng ngày với kẻ độc tài, không bao giờ cho thằng nào bắt bài. Nhưng hiện tại yêu thích bi hài, gặp lấy xe tao cho mày tát bài. Anh em tao Mã Cao, dân chơi không ba hoa. Còn nguyên khu trong đêm lầu mày gặp biến khi tên xa khá. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược tiên. Anh em tao Mã Cao, dân chơi không ba hoa. Còn nguyên khu trong đêm lầu mày gặp biến khi tên xa khá. Lớn lên từ cực khổ vượt biên, muốn làm giàu liều lĩnh cực thêm. Có thằng anh và tao có thằng em, cuộc sống màn đêm tạo chiến lược tiên. Từ nhỏ hiểu gõ đời chanh chua, bao lần nhanh thô phải đương đầu. Liền đến cái lúc thành danh ma, thằng mộng nanh ra đủ mưu màu. Dặn mấy đứa nhỏ phải thương nhau, bởi vì với tao nghĩa đi đầu. Và chuyện tiền bạc là thứ đi sâu, không nên đổ máu vì những mưu cầu gốc dân đen. Cai quản ganh giới đất phân lên, thằng nào lên phán chén cơm người khác thì chuyện này không rất thân quen. Quan trọng nghĩa khí tiếng anh em, Mã Cao đèn sáng suốt quanh đêm. Lỗ tai sọ kém tăng hình gây cốc thắt lưng toán súng đứng canh xem. Em gái mặc em cho mày chán, nếu như mày chán gian ghen. Thích chơi sang nó đưa mọi bán ba em bánh hãng gian ngang. Ngón phải tiền sáng đây không phải cái lang thang. Dù đất ăn chơi nếu khôn thì sống thua thì sắp bất sang vàng. Đó là chưa kể về chuyện ăn gian, phải lấy bàn tay đổi mấy căn vàng. Gỡ gạt khi mày ăn quen tất cả casino này chẳng an toàn. Nơi đây không nghe triết lý, muốn luồn lách thì phải biết ý. Nói thẳng ra tiền là thiết yếu, lo lót an nguy trên từng bước đi. Quay đi, đi, đi.
theo tao vào đây. Ây chi 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 nguyên bao tiền ga, trời không ai chuyện ta, chắc trời mà cao là đây. Anh em tao mà cao giờ dân trời không bà hoa, còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến cứ tên xa khá. Lần lên từ cực khổ dứt đi, muốn làm giàu liều lĩnh cuộc tim, có thằng anh tao có thằng em cùng sống mang đến tạo chiến lược riêng. Anh em tao mà cao giờ dân trời không bà hoa, còn nguyên khu trong đêm lỡ mày gặp biến cứ tên xa khá. Lớn lên từ cực khổ dứt đi, muốn làm giàu liều lĩnh cuộc tim, có thằng anh của tao có thằng em cùng sống mang đến tạo chiến lược riêng. Anh em tao mà cao. Đừng vì đồng tiền mà làm mình hèn nhục chiến hùng, gông đau tôi dắt chân dài đã bao nhiêu năm sống trong giang hồ mà. Đừng vì lời danh mà bày thù hằn mang đến em, thì đau tôi dắt chân dài sẽ có ghi tên mày trong đó. Đừng vì đồng tiền mà làm mình hèn nhục chiến hùng, gông đau tôi dắt chân dài đã bao nhiêu năm sống trong giang hồ mà. Đừng vì lời danh mà bày thù hằn mang đến em, thì đau tôi dắt chân dài sẽ có ghi tên mày trong đó. Nghiêng lên trời bay theo con đường cùng bạn, quanh nghĩa khí một thời vang, không thấy đời sang bắt quen làm họ mà ta chọn nghênh chiến với đời gian. Hiểm nguy ta mang nơi trước ngõ, khi cái tù la liếm vẫn đợi canh. Hiên ngang ta bước như có thể lúc nhỏ, quyết tâm lòng sạch hết căn bản lời danh. Sống đời xô ngã thì ai nâng, lúc cần anh em đều có sẵn. Trời cho tồn tại đi lại bằng hai chân thì không nên hành xử kiểu bốn cẳng. Anh em đồng chiến gặp người ta cùng tiến, nhìn đi bò hồn phiến khi cái đời u mê lắm. Lúc khó khăn mà nằm chung cùng nguyến, là cái ta cùng liếng mà cái người đang chế. Giang hồ dậy sống là quyền gây.
Đều là đại trưởng phu.
ta sống trong đồng tiền dù cao sang khắp trong vùng miền, mà mày luôn đi hơn thua lấy cái danh dùng quyền. Thôi bây giờ mày quên cố gắng đi, làm một bài nhạc thật là đáng ghi, buốt hết nước mắt khi đã gán mì, quyết làm những thứ mà mày đã dám nghĩ. Let go của tao đã cố mà chống chọi đổi lấy cơ đồ chứ không phải tàn cho. Thằng đầu đàn với công không ngại khó để cho anh em có thể ngồi bàn to. Rưỡi quạt chân tao lướt nhẹ trên đồng cỏ, bạn sự tùy duyên mà kể không cần lo. Muốn ngồi viết nhạc ở mình trong phòng nhỏ, tóm lại là không có thích gần vòng vo. Không tham chỉ có mấy đồng vàng đi từ Á Đông Âu, khi mình quá thân nhau quên để mình chết duyên xong cùng nhau mới đồng địa bàn. Nhưng mà lòng tao lại càng tiêu, giang sơn hiệp trở nên tập một hàng yêu. Nam nhi chí lớn tao là đấng phong lưu, anh em ta kết nghĩa đều là đại trường phu. Danh tao ghi trong kỳ thư, tay vòng đeo hình tùy hư, linh vật thờ là con quỷ dữ, sống không ngại thiên địa hư. Danh tao ghi trong kỳ thư, tay vòng đeo hình tùy hư, linh vật thờ là con quỷ dữ. Mấy cái của cải mang danh hào kiệt tung hoành thiên hạ lên đời như được tẩu đãi. Anh nói thì mày mới nghe, vì tiền anh có mày thèm nhỏ dãi. Anh từ bỏ luôn công việc thành thị về quê công tác, nhưng anh không có bỏ ai. Dạ, trồng cây xanh nông nghiệp, việc anh nhiều có khi không kịp, nhưng món mặt đều là đồng nghiệp, sức hẹn như hội hồng hứng trong tiệc. Phong cách anh cũng khá đơn giản, khi đi ra đường anh ngồi trong xe, tay anh cầm hai viên ngọc bích, công việc bé bé thì anh không khe. Có thờ là quan nghị ca, và anh luôn chăm lo cho chị cả. Muốn dạng xưng anh chồng mình qua để cụ đầy kho bên trong bình đá. Trên bàn ông thiên anh đốt đèn dầu, phải sống đúng đạo là thằng cầm đầu. Từng làm ông chủ của cái phố đèn màu, cuối đời từ nhỏ anh phải cố làm giàu. Anh thích nghe nhạc khi anh đục bị gõ, công việc của anh là cái đứng chị chỏ. Có mấy thằng quậy ở cái đó chuyện nhỏ, nó đâu kéo nó ra đằng sau có cái sân liền giỏ. Công dụng của anh là đi đá gà chọi, chơi từ miền Tây cho đến ra Hà Nội. Anh không gì ngoài tài sản cả khối, mà cái danh là Đại Tây Nam cũng do người ta gọi. Nhân dân từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cách sống từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam, dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cách sống từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam. Sống ở sông Cửu Long anh là ông chùm ở trong cổ đông, mà thắp nén nhang lên bàn tổ tông, lên tay tiếng nhạc bằng đàn gỗ thông. Cái ngũ long môn nó sâu ở trong, có mấy nữ nhi đang nằm dỗ mông. Ta ký tờ giấy công việc khởi công là mày có quyền nói chuyện với ông. Và có người ganh thì cũng phải có người thích, lỗ tai lùng bùng hơi giống cái chén trà trên bàn đánh mặt được ngồi với hoàng huynh nghe pháo nó đùng đùng. Và đến với mấy thằng đại lô diện ta khai dương có lân sư rồng đánh chống nó tùng tùng, mà cũng công nhận là đã không hổ danh lão Đại Tây Nam. Nói gì thì cũng đúng. Cao nhân dùng trà ngồi hàng nguyên, tiệc lớn chiêu đãi có đủ huynh để lại càng duyên. Rượu cay mồi ngon được lựa chúng với bạn hiền, nghe đàn tranh và mỹ nữ thì không thể nào ngồi bàn yên. Dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam, dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cánh sông từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam, dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cánh sông từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam, dân chơi từ Đại Tây Nam, lớn lên từ Đại Tây Nam, cánh sông từ Đại Tây Nam, hiên ngang từ Đại Tây Nam.